Nếu em thích đó, anh dẫn em đi chơi. Wow, ở đây dễ thương quá à. Mình bắt đầu đi chơi đi. Đi anh. Tôi sẽ là người lấy hết tất cả những gì mà cô yêu thương. Rinka thì chuyện nhỏ không thành vấn đề. Muốn thua cũng đâu có dễ. Chứ sao, Ligio mà. Yeah. Tôi rất ghét những hạng người lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác. Cô nhớ cho kỹ. Đầu tiên sẽ là Trương Kiệt. Em xin lỗi anh tại vì em đã lừa dối anh. Người em yêu chỉ có một mình anh. Tiếp theo sẽ là ai đây? Tôi cảnh cáo cô. Cô làm gì vậy hả?